Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo bỏ 5 triệu USD vào 3 thùng xốp mang đi biếu. Sáng ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và 85 đồng phạm. Trong phiên tòa sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công bố cáo trạng. Theo đó, cơ quan công tố dành nhiều thời gian để công bố những hành vi sai phạm của những bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động liên quan khác tới hoạt động ngân hàng. Các cáo trạng thể hiện những bị cáo bị xét xử về những tội trên đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm liên quan đến việc cấp khống nhiều khoản vay cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Pháp, gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đồng. Sau khi công bố sai phạm của nhóm liên quan tới việc nâng cao khống các khoản vay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố sai phạm của các bị cáo bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, Phạm Thu Phong làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB cũ từ năm 2007, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB đến cuối năm 2018. Đến tháng 4 năm 2019 nghỉ chính thức, Phong trải qua nhiều vị trí chức vụ khác nhau như kiểm soát viên, phó trưởng phòng kiểm soát nội bộ, thành viên ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát SCC, SCB. Trong thời gian Phạm Thu Phong giữ vai trò trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB từ ngày 20 tháng 11 năm 2012 đến ngày 26 tháng 12 năm 2018, ngân hàng SCB đã phát sinh 338 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Pháp với 403 khoản vay tại ngân hàng SCB. Trong đó, các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ lên đến nay là ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 89.106 tỷ đồng nợ gốc. Phạm Thu Phong không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của bên ban kiểm soát và trưởng ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan theo số liệu như trên, nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của các ngân hàng, của ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn. Ngân hàng SCB không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi của Phạm Thu Phong gây thiệt hại cho SCB là 90.319 tỷ đồng. Khi Phạm Thu Phong nghỉ việc tại ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan cho Phạm Thu Phong 20 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án Phạm Thu Phong